Bệnh viện Sản Nhi tỉnh vừa phẫu thuật điều trị thành công cho bé gái 6 tháng tuổi bị nhiễm khuẩn tiểu do thận niệu quản đôi phải giãn mất chức năng thận và niệu quản đơn vị thận trên phải. Trước khi nhập viện, trẻ tiểu tiện đau, quấy khóc khi đi tiểu, sốt cao, ăn uống kém. Sau phẫu thuật cắt thận và niệu quản đơn vị thận trên phải, trẻ được điều trị hậu phẫu, tình trạng ổn định. Thận niệu quản đôi là dị tật bẩm sinh đường tiết niệu hay gặp, có thể gây nhiễm khuẩn tiểu ở các mức độ khác nhau. Nếu không được điều trị, có thể gây nhiễm khuẩn huyết, nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân. Các bác sĩ khuyến cáo khi phát hiện các dấu hiệu bất thường của trẻ như tiểu đau, tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu đục, tiểu máu hoặc rỉ nước tiểu liên tục, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế khám và đánh giá tình trạng bệnh, đặc biệt là các dị tật đường tiết niệu để được tư vấn và điều trị sớm.